PSG cố cứu vãn tình thế khi đề xuất hợp đồng mới với điều khoản cho phép Mbappé rời đi vào hè 2024. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 2018 đã từ chối. Anh cũng ngó lơ đề nghị hợp đồng 1 năm và mức lương kỷ lục 775 triệu đô la Mỹ từ câu lạc bộ Al-Hilal của Saudi Pro League. Theo Le Parisien, Mbappé vừa trực tiếp họp với chủ tịch Nasser Al-Khelaifi ngày 8 tháng 8 tại đại bản doanh Poissy Campus Paris. Tại đây, tiền đạo Pháp nhắc lại lập trường không gia hạn hợp đồng và sẽ thực hiện nốt năm còn lại của hợp đồng hiện tại. Đáp lại, Al-Khelaifi cảnh báo những hậu quả có thể xảy ra nếu Mbappé tiếp tục từ chối chuyển sang câu lạc bộ khác. Sky Sports cho biết Mbappé từ chối ký vào hợp đồng mới vì anh thất vọng với chính sách chuyển nhượng của PSG. Khi gia hạn vào hè 2022, anh đã được ban lãnh đạo hứa hẹn mang về Robert Lewandowski và Bernardo Silva. Tuy nhiên, tiền đạo Ba Lan lại gia nhập Barca, còn Silva vẫn ở lại Manchester City để rồi trải qua mùa giải ăn ba lịch sử. PSG giải thích rằng việc tăng cường lực lượng bằng những tân binh đắt giá trong khi duy trì hợp đồng có giá trị khổng lồ của Mbappé không phải là điều đơn giản. Theo hợp đồng được ký hè 2022, Mbappé đang hưởng lương tháng 5 triệu đô la Mỹ gấp đôi bản giao kèo cũ, chưa kể các khoản thưởng và phí trung thành. Nếu không rời Paris hè này, Mbappé sẽ phải tập chay và không thi đấu chính thức cả mùa năm 2023 đến năm 2024. Tiền đạo 24 tuổi hiện bị cách ly khỏi đội một PSG và phải tập riêng với những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ, gồm Jorginho Wijnaldum, Julian Draxler, Leandro Paredes, Colin Dagba, Edouard Michut và Abdou Diallo. Trong đó, Diallo dường như đã tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo và sẽ sớm trở lại tập cùng đội một PSG. Chính hậu vệ 27 tuổi đăng bức ảnh về buổi tập với những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ lên mạng xã hội. Trong ảnh, Mbappé cười tươi, khoác vai các đồng đội bất chấp tương lai không rõ ràng. Mbappé gần như chắc chắn sẽ không được đăng ký thi đấu trận mở màn League 1 mùa năm 2023 đến năm 2024 gặp Lorient ngày 12 tháng 8. Câu lạc bộ thủ đô Paris sẵn sàng phương án thay Mbappé khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Bồ Đào Nha Goncalo Ramos và ngôi sao chạy cánh Ousmane Dembélé từ Barca. Ngoài Mbappé, PSG còn phải giải quyết tương lai của Neymar trong 3 tuần cuối kỳ chuyển nhượng. Theo Sky Sports, chủ sân Parc des Princes sẽ xem xét mức giá từ 65 đến 100 triệu đô la Mỹ tùy thuộc vào câu lạc bộ hỏi mua cho tiền đạo Brazil. Định giá này thua xa con số kỷ lục 263 triệu đô la Mỹ mà PSG bỏ ra để phá vỡ hợp đồng giữa Neymar và Barca hè 2017. Neymar còn hợp đồng 3 năm và không được xem là nhân tố chủ chốt của tân huấn luyện viên trưởng Luis Enrique khi ông muốn xây dựng đội ngũ trẻ trung, khát khao hơn. Tiền đạo 31 tuổi muốn trở lại Barca, nhưng thương vụ khó xảy ra bởi tình hình tài chính khó khăn của đại diện La Liga. Chelsea hoặc Al-Hilal của Saudi Pro League là những bến đỗ tiềm năng khác của Neymar.